Tổng thống Vladimir Putin cho rằng vũ khí đang được buôn lậu từ Ukraine sang Nga. Tuyên bố này được Tổng thống Putin đưa ra ngày 27 tháng 10 trong cuộc họp với Hội đồng An ninh Nga. Cần phải hiểu rằng bằng cách nào mà vũ khí và đạn dược được đưa vào Nga bất hợp pháp, bao gồm cả từ lãnh thổ Ukraine. Ông Putin nói mà không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Về vấn đề này, nhà lãnh đạo Nga lưu ý cần phải xem xét tất cả các kênh, xem xét cách tiến hành các biện pháp giám sát, xem xét những gì cần phải làm để củng cố hơn nữa cơ sở pháp lý. Tổng thống đề nghị Hội đồng An ninh Quốc gia Nga thảo luận về vấn đề buôn bán vũ khí ở Nga. Vấn đề này luôn quan trọng, tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết ngay bây giờ, nhưng nó đặc biệt quan trọng. Cuộc họp có sự tham dự của Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Mavienko, Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Dmitry Medvedev, Thư ký Hội đồng Nikolai Patrushev, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga Alexander bonikov Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Sergei Naryshkin.